Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Clip hôm nay mình sẽ làm một clip mở màn của năm 2022. Đó chính là càng bắn càng lên đam anh em ơi. Và test một cây súng phải gọi là vãi linh hồn luôn. Đó chính là cây HK Phượng Hoàng. Úi giời ơi, địch vậy trông ra bu bu lại mình vậy. Thôi, bắt đầu có đam anh em ơi. Mới vào bắn được viên đại bác lên được 2 kill. Và liếm thêm một mạng nữa đó chính là 3 kill. Bây giờ sức mạnh của mình đã lên một tầng cao mới rồi anh em ạ. Úi giời ơi, cái cây đấy giật ạ. Úi giời ơi, 4 kill ngon. Đây thêm mình thằng nữa, thêm mình này 5 kill. Vâng, 5 kill rồi. Bắt đầu, úi giời, một viên vào đầu là phải gần cả rưỡi đến 2k đấy anh em ạ. Quá là khủng khiếp. Mình đã đếm được 6 mạng rồi. Bây giờ là mình sẽ đi kiếm những cái thằng zombie non nào nó yếu yếu. Mình sẽ bóp bóp vào đầu nó 2 cái thôi là ngập củ tỏi. Lần trước mình có làm cây HK-47 này của phiên bản càng nhận hòm càng lên đam anh em. Thì nhận được 20 hòm bắn được bệnh bá cháy vội chết thật. Bây giờ không biết càng bắn càng lên đam sẽ như thế nào đây. Ui rồi, anh em thấy không? Ui rồi, vào đầu thì thôi chứ. Ba má nhà không ra luôn, bắn đam to khủng có bà nó khiếp. Không biết lên được 20 mạng thì có thể one shot one kill đấy không đây. Nhưng mà tầm này mới được có 7 mạng thôi mà mình đã thấy cái sự khủng có bà khiếp của nó rồi. Ui giời ơi, định bệnh mấy anh chửa bom. Em mà mày chặn nhau làm gì đấy? Ui giời, chặn nhau mà mình không à. Cái tầm này rồi chúng ta cứ lên đây mà chia nhau kill rồi chứ chặn nhau cái gì tầm này. Không thể tin được. Ui, thằng bà Z vương nào liếm ghê vậy. Từ bây giờ mình liếm những thằng zombie non thôi anh em ơi. Đây ví dụ như thằng này đấy, em thấy không? Một viên vào đầu là bốc hơi luôn, không nói nhiều. Hoặc là thằng này. Ui giời, đi luôn mà. Cụ ra đi chân lạnh toát. Vâng, mình cấp 2 không có tuổi ở đây nhá. Lấy giờ mới được 10 mạng thôi anh em ơi. Mày móc với ai, mày móc với ai. Anh ơi, em có nhìn thấy gì đâu. Bản năng mà có một thằng con Jin nó báo mình đấy. Ui giời ơi, đam to kìa. Rồi bắt đầu kiếm multi anh em ơi. Qua làm gì? Chị ta, trời ơi. Vâng, tuy số lượng đạn của mình rất ít thôi. Nhưng mà bây giờ viên nào viên đấy của mình đều rất chất lượng. Nào, cấp cuối này, ngọc của tỏi ngay. Sợ mình chửa bom nhá. Chửa bom mà lỗ không chửa cứ me chửa mình ạ, cay thật. Ôi, nó kích mình anh em ơi. Kích cái gì mà kích. Anh Tơ, anh cũng có tuổi đấy. Anh Tơ, anh cũng có tuổi đấy. Vãi cả lồi, bọn nó chửa bom bấm tôm các kiểu lên trên này. Úi xồi ôi, chớp. Đi luôn. Cùn cút hết. Nào lên đây tiếp nào. Còn có 60 viên đạn thôi. Nhưng mà đây là 60 viên đạn thần nhá anh em. Đụng nhè vào zombie rồi nó lăn oai oái ra nó hối rồi. Làm gì mà lên đây được. Ui còn có 30 viên thôi anh em ạ. Bắn nốt. Úi xời. Con. Được 20 kill rồi. Ui hết đạn luôn rồi. Mắc 10 thần. Vãi nồi, vừa cầm móc cái mắc 10 ra bị bom rớt luôn ạ. Sợ vãi. Rồi đây rồi, lấy giờ mới gặp được một trận. Đại bác. Hay quá. Tiếp tục càng bắn càng lên đam anh em ơi. Thì quên, qua năm 2022 rồi. Thì chúc anh em có một năm mới thật sự thành công nha. Úi giời ơi, 3 kill luôn kìa. Vâng, một phát đại bác phải gọi đi vào lòng người. 5 kill rồi. 49 ra hòm này. Ui lại đại bác tiếp. Úi giời ơi, 6 kill. Sao không ăn luôn thằng zombie non nhỉ. Từ từ. Mình cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Tình bệnh rớt luôn kìa. Ui multi. Rồi lại bắt multi anh em ơi. Không cần làm gì bắn được 8 kill này. Đây rồi, đây là lúc mình thể hiện cái khả năng phải gọi là hủy diệt của mình. Lại có đại bác nữa. Quá tuyệt vời. Hôm nay ăn chơi game nhân phẩm bị sao anh em ạ. Đại bác liên tục vào mồm này thì mấy bạn. Ok, mất luôn chết đại bác vừa nói xong. Này zombie non này. Ui giời ơi. Giật quá. Cái cây này chỉ táp 2-3 viên đầu thôi anh em. Viên thứ 3, thứ 4 bắt đầu nó giật khủng con bà nó khiếp. Nào, test đam. Đây là lúc hủy diệt. Mình trưởng bom gì đây? Trưởng bom cái gì đây? Ê, trên này không nhận ship bom nữa nha anh trai. Đầu năm em không muốn ăn mắm tôm mọi người đâu, nó thúi lắm. Zombie nó ăn, ôi dồi ôi. Chị tá. Bắn giúp bạn ơi. Sao trên này trắng sàn nữa này. Đấy giờ mình bắn được 14 rồi. Thì có tính năng gọi là hai tay hai súng nữa. Nhưng mà mình sẽ để làm ở trong clip khác anh em ạ.
Ui hồi đàm kìa. Ui rồi đàm kìa. Phê quá. Thế giới là của... cái quần què gì bây? Sao có thể chết được nhỉ? Rồi tiếp tục anh em ơi. Nãy giờ chơi mãi không kiếm được thêm trận nào càng bắn càng gây đam nữa. Đỉnh mệnh cứ ngồi thủ thôi là mấy anh chọn mắm tôm mắm biếc lên liên tục. Nhưng mà lâu lâu chém mắm tôm nó bị lỗi anh em. Nó nổ phát nó đổ lan qua. Ở đây rồi. Tiếp tục test anh em ơi. Đại bác đây ơi. Dứt bạn đi đi. Bắn luôn anh em, không tiếc không tiếc. Tầm này là tầm này nhân phẩm của mình cũng khá là ok. Đấy liếm được double kill rồi. Cho nó có đam trước đây đấy anh em ạ. Tại vì bây giờ zombie cũng chỉ có 4 con thôi. Mình cứ bắn được kill nào hay kill đấy. Hòm thì tí nữa ra rất là nhiều. Thoải mái mà nhặt luôn. Đây ví dụ như bây giờ súng phun lửa bom bị diệt. Tồi toang rồi. Sai lầm của tuổi trẻ. Khi nhân phẩm của mình như loàn nhưng mà cứ nghĩ nhân phẩm của mình tốt. Ôi không xuống đây anh em phải tầm này. Ôi đấy đấy mình liếm được một mạng thôi. Đây 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 tầm này đi liếm mạng anh em ơi. Quan trọng gì đâu. Đại bác. Đại bác. Ok. Thêm mồm nữa không được đại bác thì thôi nha. Ôi thôi thôi nghỉ anh em ơi đừng ngoài. Thôi tầm này là vậy được rồi. Cũng có 3 mạng là cũng có cái vốn để làm ăn rồi. Tầm này kiếm mình zombie non bắn. Uội 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 đạm to phết đấy. Ui không kén được. Rất nhiều tơ chửa bom nha. Trận này hết sức cẩn thận anh em ạ. Toàn tơ chửa bom thôi. Mình đã thấy 3 tơ chửa bom và một thằng dịch chuyển rồi. Hết sức nguy hiểm. Ui rồi ôi. Nó chửa bom một phát đi hết cả đoàn cả xã thế kia. Ấy rồi đông zombie rồi. Nhưng mà thường thường thủ kiểu này gặp mấy anh chửa bom sợ lắm. Đấy mình liếm được một kill này. Lấy giờ mới được 4 kill thôi anh em ạ. Không sao. Cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó anh em ơi. Mình còn hẳn 400 viên đạn mà đấy. Lâu lâu nó bò lạc, đạn lạc vào đầu thì ngon vãi cả nồi ra. Đấy, đây, đây, đây. Nhẹ nhàng, nhẹ. Đấy, nhẹ vậy thôi. Không cần gì nhiều. Không cần gì nhiều. Thì sao mấy anh tưởng bom mà nhiều trưởng bom quá. Dịch chuyển thì góc dưới này có 2-6 nòng rồi. Mình nghĩ sẽ không sao đâu. Đây, 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 lên đây, xếp hàng lên đây. Wow, ngon vãi nồi các bây. Bây giờ thằng nào lên được cái... thằng nào lên được cái khu này nữa. Dịch chuyển giờ không có cửa nhá. 10 mạng rồi. Giờ mình bắn là thốn tới rốn. Thốn tới rốn. Cái gì đây? Cái gì đây? Chơi game nó cứ như vậy là sao ấy nhờ. Ui vãi cả nổi thể. Cứ giật giật lắc lắc. Mất luôn là một trận của mình rồi. Ôi sao có 3k máu này. À nó chém xa. Ui đi luôn. Một chém 6k38 máu anh em ạ. Vãi cả nồi. Đam to không. Uầy, mình không nghĩ là thằng Hero Non chém lại đam to như vậy luôn ấy. Mới chỉ có 10 mạng thôi đúng không anh em? Ôi trời ơi, HP với đạn vô hạn. À, đã làm đạn nhanh. Thử chơi không ta? Đây, mình sẽ tính nhanh cái đua nhé anh em. Khi nào mình sẽ làm càng bắn càng lên đam phiên bản đua. Phiên bản đua thì bắn sẽ ngon hơn phiên bản táp rất là nhiều. Nhưng mà nó bắn gần quá. Để khi nào mình chui vào cái lỗ trong này, mình sẽ cầm cái cây này mình bắn cho anh em xem. Đam nó khủng khiếp vãi cả nồi luôn. Bây giờ mình sẽ test cái tính năng gọi là đua như mà không càng bắn càng lên đam nha. Bắn với cái đống đình bệnh hồi máu vãi cả nồi này. Đứa nào cũng 20k máu. Không biết bắn nổi hay không ấy chứ. Sổ nạp đạn như cái máy điện ấy. Đây là tính năng nạp đạn nhanh nha anh em. Chứ không phải là bắn nó nạp đạn nhanh như vậy đâu. 1k này, 2k lên đường. Đây rồi, ok đại bác. Mình sẽ vào thủ với anh em. Chúng ta chuẩn bị đối đầu với những cái con quái vật. Toàn 20 mấy nghìn máu đấy. 2, 3, 4, 5. Rồi ôi, bắn vài viên được 5k luôn anh em, ngon không? Uầy, khi nó thì bệnh full đạn thì sao ta? Full đam thì sao ta? Wow. Có cái để cho anh em phóng chờ đấy. Nhưng mà cái này không biết mình đã kích full đạn chứ ta mà ít đạn thế chị. Ôi, chị tá. Chị ơi, chị đi như trước không người vậy. Cái map này hơi sáng lên mới có tá, tàn hình khó nhìn thật. Uầy, những con quái vật vô anh em ơi, bắn tụi nó. Tụi mày quái vật à? Tụi mày quái vật làm sao mà quái vật vào đây được? Ôi dồi ôi, đang tính đếm cái hòm nó đơm luôn. Trâu thế. Ơ kìa. Không thằng nào bắn giúp luôn. Đồng đội này, đồng đội, đồng đội. Đồng đội này, định mệnh con tá nó vào như chỗ không người anh em ạ. Đấy anh em thấy không. Mình mới chỉ level 2 thôi mà mình đã 10k máu rồi. Mình lên level cuối cho anh em xem này.
không chém, em không chém. Cứu em với, cứu em với. Cứu anh với trái. Đừng chém tao. Tao 16.000 máu là mày chém đến bao giờ chết. Mày còn chưa lên cấp cuối nữa. Nhắm đi, đúng rồi, nhắm đi. Đấy. Ui rồi ôi. Đừng chém với em, đừng chém với em. Bọn nó tao 16.000 máu. Bây giờ bọn zombie nó lật mặt thì bọn chiến binh là chém không nổi đâu. Không sao, mình có đạn vô hạn nhé anh em. Trời ơi, zombie nọt bắn mãi không chết. Trời ơi, zombie nọt. Trời ơi, zombie nọt. Trời ơi, nó trâu quá. Hero vào đây đi, đừng có đứng ở đấy. Chết người đấy, thằng hero kia không chỉ trích cho thằng hero kia đi. Chích máu cho nó đi. Ừ hay, đúng rồi, biết chơi đấy, biết chơi đấy, biết chơi đấy. Ui dồi ôi, nó trâu quá anh em ơi. Nó trâu quá, đạn vô hạn lên mà bắn thôi. Uầy, nó đông quá. Bắn như mới chơi kỳ lốc tụi nó vậy. Ôi, bọn ấy lật mặt rồi, bọn ấy lật mặt rồi. Toàn quá anh em ạ. Ok thôi, chắc clip của mình cũng đến đây thôi nhá. Anh em muốn mình làm thêm về clip càng bắn càng lên đam này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Thôi bye bye anh em. Chúc anh em có một năm mới thật sự thành công nhá. Bye bye.